quá đẹp, một căn nhà tuyệt vời. Chào mọi người. Thì, hôm nay là Nguyên muốn giới thiệu đến quý anh chị một cái căn nhà đẹp, thiết kế rộng rãi, thoải mái, diện tích là 80m², ngay tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, rất là gần ngay chỗ chợ Ngọc Hiệp nha. Với diện tích 80m², thiết kế một trệt một lầu cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì bây giờ xin mời mọi người cùng qua tham quan qua căn nhà này. Giá bán thì cực kỳ rẻ, đó, rẻ nhất khu vực hiện tại này luôn. Với giá bán hiện trạng, gia chủ đang đưa ra là 2.900.000, cái giá này vừa hạ nha cả nhà. Giá lúc đầu đưa ra đó là tới 3.2 tỷ, bây giờ vừa hạ là Nguyên đã xuất hiện ở đây và làm một cái clip gửi đến cho quý anh chị đầu tư đang quan tâm và tìm nhà ở khu vực thành phố Nha Trang, nhưng mà là thuộc phường Ngọc Hiệp, đó, rất là gần cái đoạn đường Lương Đình Của ngay chỗ chợ Ngọc Hiệp luôn, cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ đâu đó tầm 2 km thôi. Đó, cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan căn nhà nha. Thì đây là cái con đường trước nhà của mình. Thì cái đường này hiện trạng là đường 5-6m, rất là rộng rãi luôn. Đây, thì đây là căn nhà của mình đây. Thì đường này là ô tô chạy vô thoải mái vô tư luôn nha cả nhà. Đấy, giao thông rất chi là thuận lợi luôn, ô tô tận nhà. Có thể nói chung là mình có thể đậu ô tô trước nhà hoặc là thiết kế lại cái sân ở trước và đậu ô tô vào trong. Đấy, tại vì cái đường của mình là ngay chỗ đây là ngay góc Nghĩa Ba, mà đường ô tô nữa thì khi mình di chuyển cũng sẽ rất là thoải mái. Đó, bây giờ thì mời mọi người cùng tiến vào trong và xem nhà. Căn nhà của mình là một trệt một lầu. Thì căn nhà của mình tính đây là xây dựng cách đây cũng được 9 năm rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ gia chủ kẹt quá, kẹt rồi, kẹt vốn ngân hàng quá nên bây giờ phải cần sen lại với cái giá vô cùng hấp dẫn cho anh em luôn. Đấy, thì ở đầu video là Nguyên có để là 2.9 tỷ, nhưng mà bây giờ là gia chủ cập nhật mới nhất cho Nguyên luôn, là cái giá bán hiện tại đang chỉ có là 2.680.000 thôi là bạn đã sở hữu ngay được căn nhà này rồi. Căn nhà này được thiết kế thì cũng cũ, theo phong cách cũ, nên bước vô trong nhà thì cảm giác nó cũng hơi gọi là không được hiện đại lắm, nhưng được cái là rất là kiên cố và chắc chắn. Đấy, đây là cái phòng khách thì rất là rộng rãi. Ở cái tầng trệt này của mình, gia chủ đang thiết kế là một phòng ngủ rộng rãi, có cửa sổ, nói chung là rất là thoáng luôn. Với cái chiều ngang lý tưởng nữa, thì cái căn nhà của mình là rất rộng rãi. Chiều ngang của mình hiện tại đang là 5m7, nên thành ra căn nhà của mình thiết kế cũng được rộng rãi, ok, thoải mái. Thì cái đường luồng này là thiết kế nói chung kiểu như ngày xưa là mình thiết kế bên đây là không bên cái hiên nhà, nhưng mà bây giờ là kiểu như là sát bên đã có một cái nhà thiết kế lên nữa nên cũng biết lại. Và không gian sau đây là ta sẽ có một không gian bếp nè, nhà một kệ, một nhà vệ sinh nè. Đấy, nhưng mọi người dễ hình dung đúng không, dễ hình dung ra cái nhà này thiết kế thì kiểu ngày trước như thế nào. Đó, phòng khách rất là rộng rãi luôn. Nói chung là căn nhà này vẫn sử dụng lại vô tư. Vì hiện trạng là của mình đó là gia chủ cho thuê, nhưng mà bây giờ là kẹt vốn ngân hàng quá nên đang lấy lại với cái giá bán rất là rẻ so với khu vực hiện tại luôn. Vì hiện tại là cái nhà của mình là ngân hàng đang định giá với giá bán là với định giá được là 3.450.000, và nhưng mà gia chủ hiện tại là cũng vay được 2.4 tỷ, và bây giờ là bán lại với giá là 2.680.000. Đó, bước lên trên tầng trên này á là ta bước ra hai ban công nè, rất là thoáng mát luôn. Cái nhà của mình hiện tại là đang là hướng tây nam. Đấy, đường trước nhà rất là rộng rãi thoải mái ngay khu dân cư đông đúc toàn đại gia, nhà ở sang xét luôn. Đấy, thì cái không gian mặt trước này á là nói chung là có thể thiết kế là sáng có thể làm ly chè cà phê, quá chi là tuyệt vời luôn đúng không. Pháp lý thì chuẩn sổ hồng hoàn công 145m², diện tích sử dụng nha cả nhà. Nói chung là pháp lý đầy đủ rõ ràng, rất là đẹp. Và bây giờ nói chung là vì thiết kế là bây giờ là đang cho thuê nên gia chủ đang sơn sửa lại, nên căn nhà của mình là nhìn cũng rất là mới mẻ luôn. Đấy, bạn bây giờ chỉ việc xách vali về đây về định cư, an cư tại đây tại phường Ngọc Hiệp, rất là gần chợ luôn. Trên này thì mình được thiết kế thêm là gọi là 2 phòng ngủ nữa, và thêm 2 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ. Thì cái phòng ngủ này là có nhà vệ sinh riêng luôn nha. Thì rất là rộng luôn, nhà vệ sinh rất là rộng luôn nữa. Nhưng mọi người thấy không, rất là thoáng. Đấy, nói chung là thiết kế rất củng cố, nhưng mà bây giờ về bạn chỉ cần thiết kế lại về định cư là quá tuyệt vời luôn. Và cái không gian ở sau này á là cũng 1 phòng ngủ nữa. Thì ngày trước á là chỉ có 2 phòng ngủ, không gian sau ở đây á là gia chủ chỉ là thiết kế một cái không gian để mà phơi, nhưng mà vì cho bây giờ cho thuê nên gia chủ là thiết kế lại để mà cho thuê để thêm 1 phòng ngủ nữa, nên căn nhà của mình gồm 3 phòng ngủ rất là rộng rãi. Đấy, nếu có gì không gian
giếng trời thoáng mát luôn. Đó, đây có giếng trời trong phòng ngủ luôn nha. Cực kỳ độc đáo. Đó. Thì với cái giá cả hiện tại là quá rẻ rồi. Thì tại sao bạn không sở hữu ngay cho gia đình của mình hoặc là đầu tư ngay cho mình một cái căn nhà như thế này tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, rất là gần chợ Ngọc Hiệp, cách chợ Ngọc Hiệp chỉ vài trăm mét thôi. Đó, mà giao thông thì cực kỳ thuận lợi nữa nè. Đấy. Đây, còn đây là cái chợ Ngọc Hiệp, một trong những cái chợ của phường Ngọc Hiệp đây. Ở trên đường này là đường Lương Định Của, thì rất là gần ngay chỗ nút giao thông Ngọc Hội, đường 23 tháng 10. Đấy, chợ này thì đầy đủ tất cả mọi thứ rồi, cũng bán đầy đủ tất cả luôn. Đó, di chuyển cho cái trục đường này đi thẳng ra ngay chỗ nút giao thông Ngọc Hội cũng rất là gần. Như mọi người thấy không, xung quanh hai bên là kinh doanh buôn bán đầy đủ tất cả các mọi mặt hàng luôn, chẳng thiếu một cái gì. Và đây là cái đường đi thẳng vô trong căn nhà của mình nè. Đó, thì đây đi thẳng ra đây là ngay nút giao thông Ngọc Hội rồi, rất là gần Nha Trang luôn nha. Đây, đây là cái đường đi thẳng vào nhà của mình là thôn Văn Hóa số 1 Vĩnh Điềm nè, là của mình là thuộc Ngọc Hội. Đó, giao thông rất chi là thuận lợi luôn, rất là gần Nha Trang, đầy đủ mọi tiện ích, nhấc máy lên gọi điện ngay cho người ta sửa ngay cho mình cái căn nhà đẹp như thế này.